Chỉ cần 3 bữa là lòng xào dưa mà nhiều dưa ít lòng. Bóc phốt Việt chốt, rửa xe 100 cành. Ôi, anh lau này xước kết xe em phải để tự khô chứ. Ông chả biết gì cả, không lau đi nó để lại cặn canxi. Với cả tôi lau bằng khăn chuyên dụng đấy nha. Có tin được không đấy? Đây, cái khăn này rất là mềm nha. Sợi vải thì được dệt theo kiểu san hô, không bao giờ bị bay những cái bụi vải ra khi lau nhá. Chỉ làm mẫu một lần thôi, duy nhất thôi đấy. Không biết vì sao được như này không? Bởi vì cái khăn này nó có thể thấm hút nước cực kỳ tốt và nhanh. Uy tín. Chưa hết, cái này thì các anh em làm nghề spa xe chuyên nghiệp thì biết rồi. Tại làm sao người ta lại dệt hai màu như vậy? Thì mặt tối màu có thể lau những cái phần dưới, tức là bẩn hơn. Còn mặt sáng màu thì chúng ta có thể để dùng để lau những cái bề mặt là bóng, sơn, màu. Ui, xịn thế nhở? Chắc là đắt lắm. Ông đưa đây, tôi bật mí nốt cho ông nhá. Cái này không đắt đến mức như vậy đâu. Chỉ cần 3 bữa là lòng xào dưa mà nhiều dưa ít lòng là ok luôn. Ui, thế thì anh cho em mấy cái dùng thử đi. Đây.